môn này chơi nhiều free ni chơi bằng quả cho nó buồn sang khắp biển khắp lên đã nên nick này cái này cái mày màu trung thế đây vừa cái này màu cuốn tắc bằng cái đoạn thon mệt vả nên lời này lại có màu chơi hit trung thế nên môn này lại mình đã đi nên xịt nick lũ dòng đời ta màu bo đà lại mượt mệt cái mày đà bình mọi thuật nội dọn nên nhà nhiều đăng rế và đà nhiều bình luận bằng YouTube và đà Facebook như lại hiếm dài lại hạt màu hẹp nên như lại cái mày xong mày đi vi phạm thì ông đâu mình sao họ từ đại hi có mấy đâu mà đại mà có yon đâu mà xong mày mò hít yêu rồi cất lại mày đi ngã còn gặp mày đi hẹp là mày hẹp chứ từ vợ mày bố từ vợ mày thâu như nên là cái tâm có mày nên ta lại vi phạm rồi nên cất tạo để yon đại hi một lại bị cái hẹp lại hi có mày lại yon đại chàng có bằng cả cái yon như nên cái mũi có mày hi có mày tâm mày cả có mày gì lại hiếm cả gì là hạ cả bộ hẹp nên lại xong bây giờ có mấy cá bố dây ôm mệt vả dòng đồng bồn sạc có mấy cá bố dây tôi đã mấy dây hay lại lấy lại cho lại bây giờ tôi đến đây quên mình tâm rêm đi bốc hình rồi nhập ta là mạng hay gửi đồng lấy chứng mấy hẹp là bởi tương lại phải hẹp tương dọn được nhạc sát này mà mọi mạng này thông qua hình này lại gặp thêm mô nhé tôi có một đường này đây là có bạn toàn có đời mà đã có một dọa đắc cả hàng YouTube này đã có mạng có phải hẹp và cả hà lại có mạng là hình là có về cả YouTube Facebook đa đa cái bị cái bộ cái TikTok ấy lăng cái TikTok mà mình vừa đa tụ bên màn hình prong lại vừa có một lại đa tụ trong lại nhiều vùng ác ô thời gian tại nhiều ô bờ đa u bờ đa ta đâu có nên vừa hình của dáng vấn đề này lại một là làm này là có một từ biện một môn lại nhiệt lê lại đoạn về hàng nạn riêng buồn sang thì gà ta lại lại rung cái doan một niệm nào cái bộ này doan mới rung hiếm như ngạ một vài doan lại nhớ rung nhớ cất nhẹ nhìn chút bên lại chỉ ghế đá buồn sáng tập mơ và buồn ngắt tăng tập phô kẹp nhịp tăng tập phô tập năng tập prai sang nô ta tập năng cái chút mị ma ta tập năng lúm ta cái như ngạc xăm nhô là như bên nào ôi nhớ bên nào cặp rắc nạ buồn sáng ngạc quyết đá nạ buồn sáng tập buồn ngạc tôi bệnh bằng bơ ra ngọt xung ao chỗ nó nhở lê ta càng mong bằng chính nào buộc bằng ngạc bệnh nhịp bình luận cả mời tới đây rồi đi tập năng tâm cái có mấy gì sắp lên nó mới mô hiên lý hô dòng đời buồn sẵn bị cái nhạc rộng nơi yên mà hiên lý hình cứ nhạc lăng yên thọ bạp về bạc ý hình cứ hiệp của mày sắp mây là mây bọc mây là bây giờ bị hiệp ý mứt nữa mây trời là hiệp mây bị hiệp nào được vả nó nói lên này là mày càng loại về này đúng lòng một cái chơm đeo có lại loại về ai nhớ ông buồn sang mệt về không tuần tặng ai nhớ như đang trao mất ai nhớ này dập bật riêng mời có khắp ba phía bằng ít mời một đề hình đề muôn đa bà Mỹ, Canada, New Zealand, đa Việt Nam đã dập qua bị mở xem lăng đa mở tùm lịch môn cọc tế hị tùm rơi mở dược lại bọn tròn đoàn tọng mở rơi nê lại có xoay lên một bạn mừng nịp nập mời chấm đi lần nào video lưu hóa lọc ở lào đừng là dịch lê nè dù đã lưu lưu cất mấy càng lệ rồi lưu lọc lại dù đã lệ cất lại nè lệ mừng nịp nập lệ dùn có liên lệ như lùng mạng này em bố lệ sẽ cái ông tô lâm riêng cái thôn 2024 này mà ông Nguyễn Phú Trọng dây dây này hắn đứng mặt như nào của mình lao đi đang yêu nhu lệ đằng nào bẻ đi cha Mỹ bởi quốc hội Mỹ cật lấy đoạn lại cật lấy đoạn về lệ tiếp thì đang lắm lỡ mà đang rơi đang yêu như nào hộp bạ hạp đi này nhà cả một lễ hội này một tương lai nhiệt độ của hạp đi lại nào đang máu 49 bộ luật nhiệt độ ở chỗ 44 độ 30 mấy bộ luật đồng nhu cầu tụ ở đang kia nhập lý hệ luật 331 là bị hạn nó nhu cầu duy ngạo lên các bộ luật nhân quyền nhu cầu thực thi có ta lấy tuyên ngôn độc lập lần giờ nó rằng nó đã nhu ngã bộ ngã mà ai nhu mùng này nhu không ngã nhu không ngã do cất có mấy thao lại nhu không ngã do đã nhu một đi cỡ ốc có ta lấy bị hạn cả bộ bộ có ta lấy bắt nhiều vậy bộ cắt lại đoạn về cắt lại nâng bằng hóa lại trầm cái nằm như nó dạng được buồn sẵn nhưng đi cái đó có dưới cái đấy nhiều hết tiếp mong chẳng mình hôm nay ấy bồi á từ đặt tôi có đặt ít lăng bằng bằng Facebook ấy bồi ra đây còn chia cái nhẹ như mốt nhiều của mình nó rằng bộ đặt câu hỏi cắt lại lần chân Việt Nam từ đặt còn chia black cái nhiều ở buôn phê phai nhiều những bạn Nga cùng nhiều mà Cuba cùng nhiều mà bên đặt Trung Quốc cùng nhiều mà chưa chắc định luận một cùng cái nhiều dù kết là một cùng cái nhiều Trung Quốc hay là những các app mưu cách
như cái hàng này là càng đắt hơn trà mỹ đấy, vừa đặt nắp này là gì đâu, dân quốc xa này là đều bầu cử tổng thống nhé, mau mà, nay nhiều lâu mới gặp lại Trung Quốc, bây giờ Trung Quốc đặc biệt nhé, với Nga, Nga là cái nó lung rung chả ăn vừa trường hợp một đầu clip một đầu trong cái Việt Nam, Campuchia cái nghe ở Việt Nam giúp bạn, Nga đuôi mà nên như thì nhiều buồn bỏ. Giờ nó tôi đáng cộng sản Việt Nam nó bỏ lại nhà bỏ nó bực rừng cái nhiều giờ nó hà này như rung ai đã biết hà này lại nhiều mình vì mảng bằng cả Trung Quốc lùi nhau như bằng cả Nga Nga cái lùi nhau mà cứ như bằng cả Trung Quốc ắt lùi nhau mà lấy tôi chụp luôn giờ nó hà này lại như đào giáo thời gian như là trôi ngược đi cầu và đối với đảng cộng sản Việt Nam hà này lại bùng nổ ai chắc cũng chỉ một loại nên lâu mày càng lật lại nên mày đi bị xem lăng cật lại rồi rồi về có nhiều náo trả ra prang do còn nhiều thị sĩ nhân vừa đi đoạn về có prang nhân quyền đủ prang về nhiều giàu sống về an ninh chống nước ngoài nước cật lại lật là bút luật được nên mày phải hiểu cùng tôi làm này lời của Tổng thống Emmanuel Macron, báo chí trong nước đưa tin. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ 5 của ông Lâm kể từ khi lên làm người lãnh đạo tối cao của Việt Nam hồi đầu tháng 8, sau các chuyến đi đến Trung Quốc, Mỹ, Cuba và Ireland. Tuần trước, ông Lâm đến New York để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề sự kiện này. Ông Lâm được Tổng thống Macron đón vào trưa ngày 4 tháng 10 tại lâu đài Villers-Cotterêts, nơi diễn ra hội nghị cấp cao của khối Pháp ngữ lần thứ 19, theo báo Tuổi Trẻ. Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông có bài phát biểu trước cử tọa Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo. Ông kêu gọi các doanh nghiệp trong khối Pháp ngữ đầu tư vào Việt Nam trong các ngành công nghiệp mũi nhọn giàu tiềm năng như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng hydrogen xanh, thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Chuyến thăm chính thức Pháp của ông Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam đến Pháp sau 22 năm. Việt Nam và Pháp hiện có quan hệ đối tác chiến lược. Pháp là một trong những nước cấp viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất cho Việt Nam. Giật lớn là trả prang lại một đường đã là lâu để lại sự lẻ hàng là trả prang tội dùm nhớ đủ của mạng. Dân rõ rạng này hiếm bạc lại chứ bao nhiêu sọ. Như sọ như mạng bình bộ lực mạng rõ hàng lại ghê gà. Nó mạng mà chặt đức là lưu như vi phạm bộ luật nhân quyền. Giật lớn này là Pháp tự nhu. Tuy ông thử lê công sản Pháp mất phần. Nó lưu mà nuôi lê công sản bạc. Công sản Pháp là công sản phần. Sắm mất đối với đảng cộng sản nó lại tháp lại cái nóng nhú đảng lấy đảng đối xăm rọ nhẹ như màu còn lấy cộng sản đâu rọ nhẹ như nào tự bản vừa nó nhập trọng chặt phạt đập phi bằng đang kỳ nhiều lại phạt đi nó đi chặt phạt như là thứ thứ gì như vừa đi nó ta lằng lằng tự nhiên hiếm bại lại bình duẩn đấy hiếm bay nhiều nhẹ được lấy duẩn đảng cộng sản Việt Nam lấy như vừa thấu như nhẹ tạm chưa bằng tổ làng bằng tổ lệ bằng phổ biến xăm cha đang hiện tại đang bong rồi đang bong tập liệu đang làm tập liệu còn đang đang dùa mạ từ lại phép đút xăm rọ ngã ra lại hàng lại tiếp cận bình sang cho nên vậy nên lại ông tô lâm này lại từ đã bộ nhiều đoạn về cắt lại nhiều nào là còn đang nhiều nào chú lùm cái này có nhiều bộ kèm vừa từng hàng lại ngã rọ lệ từng càng yếu còn đang buồn sang đề cài như hiện tại đã bộ nhiều điểm nào nên lại mà bệ xem lăng đang lại nhiệt lên này kéo bẹ à bệ lại buồn sang xem lăng lại về quỳnh buồn đắp cái lời công sản này một bạn biết lời mạng cực này ông bà mình được đặt ở những bên là không hiểu mình đã vô hồi lại đồ lọc lúc này đừng nhạc hạ ý quýnh muốn đặt nhạc hạ cái lời kháng cáo tôi hàng luật Việt Nam nhiều càng được đặt quýnh lệ như này bố màu tra tấn là căn mạng gì lệ xăm một cực tự lục thôn về nhạc lệ mà nhà nước khoan hồng như này đây là các nhạc lệ các thổ xăm nhà nước nó có đáng công sản Việt Nam quân cực vì quốc tế lệ tương bố màu trăm biên bố mẫu nhận sát luôn tại trường cán úc con đang về lấy tiếp hàng lấy đặt nắng đôi đại quỳnh cái lệ như lệ tôi đang có sáng lên rồi mình lo mày càng về ít là mức lấy lần rút đơn lấy dứt lệ này việc của ông bà đáp cực kỳ nghiêm trọng và rằng nếu bị dẫn độ ông gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với bạo lực và đàn áp nhiều hơn ở Việt Nam. Giáo hội quốc tế và cộng đồng nhân quyền phải nỗ lực ngăn chặn việc dẫn độ ông bà đáp và bất kỳ quá trình dẫn độ tương tự nào khác và giúp đỡ hàng trăm người tị nạn cơ đốc giáo đang chờ mòn mỏi ở Thái Lan, thông cáo của ICC ngày 2 tháng 10 nói. Tương tự, Diễn đàn Nhân quyền và Phát triển Châu Á Forum Asia hôm 2 tháng 10 cho biết trên mạng xã hội X rằng họ lo ngại sâu sắc về phán quyết dẫn độ của Tòa án Hình sự Bangkok
và kêu gọi chính phủ Thái Lan trả tự do ngay lập tức và hủy bỏ lệnh dẫn độ. Việc dẫn độ ông Badap về Việt Nam sẽ vi phạm luật pháp trong nước của Thái Lan và các nghĩa vụ quốc tế của nước này theo nguyên tắc không đẩy trả lại, Forum Asia nói. Tổ chức Civicus có trụ sở ở Nam Phi hôm 1 tháng 10 cũng kêu gọi Thái Lan đảo ngược phán quyết, bảo vệ quyền lợi của ông Badap và trả tự do cho ông ngay lập tức. Mong này lại mọi việc đã hàm điểm nít dù đã hàm mong bro tạm đến nút mọi mong nhàng qua lưu bình sang bình đạp bán nít tạm bảo play và có khắp bạp phí bằng tí mong tươi lặng hết cầm mềm đã đi mong mong đã ô tùm rơi nê lê rơi nê mạng mọi nê mù nịp lập và kẹo tôi hùng lấy cao mong bàn chuyện đi bê lại nhàng qua lưu bình mạng rộn nào đã lưu lô tướng lấy phim rô này bình sang khắp yên sinh lặng trên đi phí bình đạp bán nít tạm bảo play.